Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Như vậy là lại 3 tháng nữa trôi qua và chúng ta đang tiến gần đến kết thúc của năm 2024. Các nhà cổ sinh vật học trên thế giới vẫn đang làm việc miệt mài để khai phá những bí ẩn của thế giới cổ đại, trong đó có khủng long. Năm nay là năm rồng theo lịch của phương Đông và có vẻ như điều đó đang khiến các nhà cổ sinh vật học của chúng ta làm việc năng suất hơn những năm trước. 6 tháng đầu năm thì chúng ta đã có 22 loài khủng long mới được công bố, một con số hết sức ấn tượng. Vậy thì trong 3 tháng 7, 8 và 9, chúng ta đã có thêm những loài khủng long mới nào? Ngày hôm nay hãy cùng khám phá nha! Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Byinosaurus belgiensis. Byinosaurus belgiensis là một loài kiếm long đã tuyệt chủng có niên đại Jura giữa về hóa thành được khai quật tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Mẫu định danh của Byinosaurus được khám phá vào năm 2016 trong các lớp trầm tích của hệ tầng Vương Gia Sơn ở quận Bình Xuyên, thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc. Vào năm 2024, thì các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc đã mô tả và thành lập chi cùng loài mới Byinosaurus belgiensis thuộc nhánh kiếm long cho mẫu vật này. Tên chi Byinosaurus lấy từ địa danh Bạch Ngân, trong khi đó tên loài belgiensis lấy theo tên của bồn địa Bảo Tích Sơn. Trong phân tích phát sinh loài thì các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc xem Byinosaurus như một thành viên sơ khai của nhánh Stegosauria, cùng nhánh với một chi cổ hơn đến từ Argentina là Isaberisaura và một chi trẻ hơn cũng đến từ Trung Quốc là Gigaspinosaurus. Cũng theo nhóm nghiên cứu thì các đặc điểm giải phẫu học trên xương của Byinosaurus thể hiện những đặc điểm chuyển tiếp giữa các chi Thyreophora gốc và các kiếm long. Fauna Herzogai. Chui he không có gì là xấu, đó là một lối sống lành mạnh đã có nguồn gốc từ hàng trăm triệu năm trước. Ngay cả trong nhóm động vật từng thống trị các hệ sinh thái trên hành tinh nổi tiếng như khủng long, cũng có vài thành phần thích nghi với lối sống chui he, dù lúc đó những đội bóng như Man United chưa hề tồn tại. Vào tháng 7, thì nhà cổ sinh vật học Khavib Abrahami cùng các cộng sự đã công bố một chi về loài khủng long hông chim mới thuộc họ Thessalosauridae có niên đại phân trắng giữa, với hóa thạch được tìm thấy tại tầng Cedar Mountain, bang Utah, Mỹ. Chi và loài khủng long này được đặt danh pháp học là Fauna Herzogai. Tên chi Fauna có nghĩa là khởi nguyên, có tên loài Herzogai được dùng để vinh danh Lisa Herzog, một giám đốc tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Bắc Carolina, vì những đóng góp lớn lao cho ngành cổ sinh vật học. Dựa trên các đặc điểm giải phẫu học trên các mẫu vật Fauna Herzogai được tìm thấy, nhóm nghiên cứu cho rằng chúng có sự tương đồng lớn với các loài động vật có thói quen đào hang, chẳng hạn như cơ nhị đầu cánh tay lớn, các điểm bám ở hông và chân cho thấy những bó cơ mạnh mẽ, các xương hợp nhất dọc theo vùng trậu, đều là những đặc điểm có tác dụng ổn định cơ thể khi đào hang. Chi sau của Fauna Herzogai cũng lớn hơn đáng kể so với chi trước. Fauna Herzogai là họ hàng tương đối gần của một loài khủng long nổi tiếng khác ở Bắc Carolina, Thessalosaurus neglectus, với khoảng cách thời gian giữa hai loài lên đến 35 triệu năm. Chúng cùng thuộc một phân họ là Thessalosaurini. Comptonatus chasei. Trong lúc tuyển Anh đang chinh chiến Euro tại Đức, các nhà cổ sinh vật học Anh cũng vừa công bố một phát hiện chấn động, một loài khủng long hoàn toàn mới. Chi và loài khủng long mới này có danh pháp học là Comptonatus chasei, thuộc nhóm khủng long chân chim, có niên đại phân trắng sớm. Hóa thạch của nó được tìm thấy tại hệ tầng Wessex và là mẫu vật khủng long hông chim có độ hoàn chỉnh cao nhất của đảo White kể từ Mantellosaurus. Comptonatus chasei được các nhà cổ sinh vật học Jeremy Lockwood, David McTeal và Susanna Maidman mô tả, đặt tên và xếp vào họ Iguanodontidae. Tên chi Comptonatus kết hợp giữa địa danh Compton, một vịnh nằm ở phía tây nam đảo White, và từ Latin là tonatus, có nghĩa là kẻ gây tiếng vang, thunderer, ý chỉ kích thước của độ hoàn chỉnh cao khiến dư luận chú ý của nó. Tên loài chasei dùng để vinh danh Nick Chase, người đã giành giải Marie Anning của Hội Cổ sinh Anh Quốc vào năm 2018, cũng là người đã khám phá ra mẫu vật Comptonatus. Trong phân tích phát sinh loài thì Comptonatus được xem như loài chị em của Mantellosaurus, đồng thời có họ hàng với các khủng long khác cho Iguanodontidae là Iguanodon và Beryllium. Harina Dracobrima. Đây là một loài khủng long chân thú thọ Chorontidae, hay còn gọi là điểu long răng khía, có niên đại phân trắng muộn, thuộc tầng Barunggoyo ở Mông Cổ. Mẫu định danh là một bộ xương có độ nguyên vẹn thấp, được khám phá vào năm 2018 trong các lớp trầm tích của hệ tầng Barunggoyo. Tên chi Harina Draco được lấy từ tiếng Latin, trong đó Harina nghĩa là cát và Draco nghĩa là rồng. Tên loài Primer trong tiếng Latin có nghĩa là đầu tiên, cho biết đây là loài điểu long răng khía đầu tiên của hệ tầng Barunggoyo. Ubacodon aureli. Ubacodon vốn là một chi khủng long đã được mô tả và định danh từ năm 2007,
dựa trên hóa thạch hàm dưới được tìm thấy tại Itemir, Uzbekistan. Khi đó chi này chỉ bao gồm một loài duy nhất là Ubacodon itemirensis. Tên chi Ubacodon là sự kết hợp giữa chữ cái đầu của các quốc gia tham gia nghiên cứu, bao gồm Uzbekistan, Nga, Anh, Mỹ và Canada, và từ don có nghĩa là răng. Tên loài itemirensis đề cập đến địa danh Itemir, nơi tìm thấy hóa thạch. Đến năm nay thì các nhà cổ sinh vật học lại khám phá một loài mới thuộc chi này ở Trung Quốc, đó là Ubacodon norelli, dựa trên các hóa thạch xương hàm dưới bên phải được khai quật tại hạ tầng Iren-Dabashu ở khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Dựa trên các nét tương đồng giữa mẫu vật ở Trung Quốc với mẫu vật ở Uzbekistan, họ kết luận rằng chúng thuộc cùng một chi với nhau nhưng khác biệt về niên đại và địa điểm. Hai loài thuộc chi Ubacodon được xếp vào họ điểu long răng khía bởi răng và hàm của chúng khá giống với những loài điểu long răng khía khác của châu Á là Byronosaurus và May, nhưng ít răng cưa hơn. Hypnovenator Masubara etoheorum. Một trong những tình huống hay dẫn đến các phát hiện khủng long chính là khi xây dựng các công trình mới. Hypnovenator là một trường hợp như vậy. Hóa thạch mẫu định danh của Hypnovenator được tìm thấy trong đá trầm tích ở Nishikosha, thuộc thành phố Tamba Sasayama ở tỉnh Hyogo. Cuối cùng phát hiện ra hóa thạch này là một nhóm thợ săn hóa thạch nghiệp sư trong quá trình xây dựng công viên trung tâm của thành phố. Những gì được tìm thấy gồm có hai đốt sống đuôi, hai xương sườn, một số xương sườn bụng, gần như toàn bộ tay trái và một số xương chân. Vào năm 2024, thì các nhà cổ sinh vật học Katsuhiro Kubota, Yoshitsugu Kobayashi và Tadahiro Ikeda đã thành lập chi và loài mới là Hypnovenator Masubara etoheorum để mô tả hóa thạch này. Tên chi Hypnovenator ghép giữa từ Hypnos trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là ngủ say, và Venator trong tiếng Latin, có nghĩa là thợ săn. Tên loài Masubara etoheorum dùng để vinh danh Kaoru Masubara và Takaharu Ohe là những người khám phá ra hóa thạch. Nhóm nghiên cứu xác định Hypnovenator là một chi thuộc họ điểu long răng khía. Nó đến từ hệ tầng Oyamashimo, nơi từng có một phát hiện lớn về khủng long khác ở Nhật Bản là khủng long sauropod Tamba Titanis. Ngoài ra, ở hệ tầng này còn phát hiện nhiều hóa thạch răng và trứng khủng long. Asia Tyrannosaurus. Dòng hoa bao long nổi tiếng với những gã ăn thịt khổng lồ, nhưng cũng có những thành viên nhỏ hơn, chẳng hạn như loài mới phát hiện Asia Tyrannosaurus, được xác định từ mẫu vật gồm hộp sọ và một phần xương thân. Asia Tyrannus gây chú ý nhờ hộp sọ có phần mõm cao và kích thước tương đối nhỏ, trái ngược với người họ hàng cùng niên đại Kianchusaurus có phần mõm nông hơn nhưng kích thước lại lớn hơn. Hơn nữa, nó là sự hiện diện xa nhất về phía nam cho đến lúc này của một thành viên họ bạo long ở châu Á. Mẫu định danh của Asia Tyrannus được khám phá trong các lớp trầm tích của hệ tầng Nam Hùng thuộc quận Nam Khang, thành phố Cám Châu của tỉnh Giang Tây. Hộp sọ của mẫu vật còn tương đối nguyên vẹn, trong khi xương thân bao gồm phần lớn hai chi sau và vài đốt sống đuôi. Ước tính từ hóa thạch cho thấy, con khủng long này chỉ dài khoảng 3,5m cho đến 4m. Vào năm 2024, các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc đứng đầu là Trịnh Văn Kiệt đã thành lập chi và loài mới là Asia Tyrannosaurus để mô tả mẫu vật này. Tên chi Asia Tyrannus có nghĩa là bảo chúa châu Á, trong khi tên loài Sui dùng để vinh danh nhà cổ sinh vật học Trung Quốc Từ Tinh vì những đóng góp của ông trong lĩnh vực cổ sinh vật học. Trong phân tích phát sinh loài thì Trịnh Văn Kiệt và các cộng sự đã xếp Asia Tyrannus là một thành viên phân hóa của họ Bảo Long cùng nhánh Winanoxaurus. Calitodracocotidae. Calitodracocotidae là một loài khủng long ăn thịt thuộc họ Abelisauridae, vừa được công bố tại Pháp, được xác định từ mẫu định danh gồm các phần xương như xương chậu, xương đòn không hoàn chỉnh, đốt sống đuôi thứ nhất và một số xương khó nhận dạng khác, có lẽ là xương sườn. Tên chi Calitodraco được ghép giữa Caleti là tên của một bộ tộc Seal từng sống tại khu vực này, cùng với Draco có nghĩa là rồng. Tên loài Cotadi dùng để vinh danh Nicolas Cotard, người đã khám phá ra mẫu vật và hiến tặng cho bảo tàng. Mẫu định danh của Calitodraco có kích thước tương đương với các xương tương tự ở Scorpio Venator, một chi Abelisauridae khác sống ở Argentina. Xương đòn của mẫu định danh ở cả hai chi đều dài khoảng 70cm, có phần thân đốt sống đuôi thứ nhất dài khoảng 10cm. Do Scorpio Venator có bộ xương hóa thạch tương đối hoàn chỉnh và dài khoảng 6m, thế nên có thể Calitodraco cũng dài tương đương. Apcaracus gigizicus. Như trong loạt video về khủng long châu Á có đề cập, Kyrgyzstan là một trong những nước có hóa thạch khủng long phi điểu ở châu Á, nhưng mới chỉ có hai loài được xác định tại nước này. Đến tháng 8 năm nay thì họ đã có loài thứ ba với danh pháp học là Apcaracus gigizicus. Trong các chuyến công tác thực địa tại thung lũng Urusai ở Kyrgyzstan vào các năm 2005 và 2006, các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện xương của hai con khủng long trần thú khác nhau. Các hóa thạch mới tiếp tục được phát hiện vào các năm 2016, 2017 và 2023, trong đó có răng. Dựa trên các hóa thạch này thì các nhà cổ sinh vật học đã thành lập chi và loài mới Apcaracus gigizicus. Tên chi Apcaracus được đặt theo tên của một loài chim thần thoại có quyền năng mạnh mẽ trong sử thi Manes của người Kyrgyz,
Tên loài Kyrgyzstan là đại diện đất nước Kyrgyzstan. Phân tích phát sinh loài của nhóm nghiên cứu đã xếp Apcaracus vào họ Mechiocanthosauridae. Đây là một họ khủng long chân thú nằm trong liên họ quái dị long, bao gồm các khủng long chân thú ăn thịt sống từ Jura giữa đến phấn trắng sớm. Apcaracus được xác định có niên đại Jura giữa khoảng 165 đến 161 triệu năm trước. Chúng có kích thước tương đối lớn trong họ này, có thể dài từ 7 cho đến 8 mét. Dựa trên vòng sinh trưởng trên xương thì nhóm nghiên cứu xác định mẫu định danh đã ít nhất 17 tuổi khi nó chết và có lẽ vẫn đang sinh trưởng với tốc độ chậm. Kyrgyzstan jansengi. Kyrgyzstan jansengi là loài khủng long thuộc siêu họ Hadrosauridae, vừa mới được công bố tại Trung Quốc. Hóa thạch của loài này được khai quật từ hệ tầng chính dương thuộc quận Kiềm Giang ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc vào năm 2022. Mẫu định danh là một bộ xương không hoàn chỉnh, bao gồm xương hàm dưới, bốn đốt sống lưng, xương cùng, phần lớn đai trậu, một số xương chi sau, nhiều đốt sống đuôi vẫn còn liên kết với vỏ mạch máu. Vào năm 2024, thì nhà cổ sinh vật học Đới Huy cùng các cộng sự đã mô tả Kyrgyzstan jansengi là một chi và loài khủng long chân chim mới thuộc siêu họ Hadrosauridae dựa trên các hóa thạch này. Tên chi kết hợp giữa Kiềm Giang và Soros có tên là jansengi dùng để vinh danh Vương Trường Sinh, người đã khám phá ra địa điểm của hóa thạch. Mẫu định danh của Kyrgyzstan được cho là một cá thể đã trưởng thành với chiều dài ước tính khoảng 8 mét. Wahilasaurus lipani. Đôi khi những loài khủng long được xác định từ những hóa thạch rời rạc đến không ngờ và Wahilasaurus lipani là loài khủng long mỏ vịt mới được định danh từ một cái mỏ hóa thạch không nguyên vẹn. Mẫu định danh của Wahilasaurus bao gồm phần đầu của hàm trên lẫn hàm dưới cùng với một số thành phần xương sọ rời rạc khác. Tên chi Wahilasaurus dùng để đề cập đến bang Wahila, nơi tìm ra hóa thạch. Tên loài Lipani dùng để vinh danh Lipani, một bộ tộc nghe Apache sống trong khu vực. Cụ thể hơn là thuộc phân họ Saurolophini. Chúng có họ hàng gần với các chi Critosaurus và Gryposaurus ở Bắc Mỹ. Ước tính của các nhà nghiên cứu cho thấy, Kohilosaurus có kích thước khá lớn, có thể đạt đến chiều dài 8 mét khi còn sống. Sasayama Gnomosegusai. Chắc chắn là người Nhật rất yêu thích khủng long và việc phát hiện tới hai loài khủng long mới chỉ trong một quý sẽ khiến họ cực kỳ phấn khích. Cái tên thứ hai sau Hypnovenator Masubarae toheorum chính là Sasayama Gnomosegusai. Hóa thạch của loài này bao gồm có 17 mảnh xương sọ, xương móng quả bên phải và xương chảnh bên trái. Sự hiện diện của hai xương mũi bên phải cho thấy số xương này đến từ ít nhất hai cá thể. Dựa trên các hóa thạch thì nhóm nghiên cứu đã thành lập chi về loài mới Sasayama Gnomosegusai. Tên chi có nghĩa là thần lùn đến từ Sasayama, đề cập đến môn địa Sasayama, nơi tìm thấy hóa thạch cũng như kích thước nhỏ của con khủng long. Tên loài Segusai dùng để vinh danh tiến sĩ quá cố Haruo Segusa, người từng lãnh đạo các cuộc khai quật hóa thạch khủng long tại vùng Tamba, có nhiều đóng góp cho ngành cổ sinh vật học ở tỉnh Hyogo. Phân tích phát sinh loài cho thấy, Sasayama Gnomus nằm trong nhánh Neoceratopsia và được xếp trong một nhánh nhỏ hơn với Aquilos và Auroraceratops. Sasayama Gnomus cũng nằm trong số những khủng long mặt sừng nhỏ nhất từng được tìm thấy, với chiều dài ước tính chỉ khoảng 80 cm. Kunkasaura pintiquiniestra. Không biết các bạn có ngán chưa chứ tôi là thấy ngán mấy cái tên khủng long dài răng rạc mà còn khó đọc rồi đấy. Và bây giờ là Kyrgyzstan pintiquiniestra, loài khủng long hộ pháp từ ở Santasauridae có niên đại phấn trắng muộn, được tìm thấy tại Tây Ban Nha. Mẫu định danh của Kyrgyzstan là một bộ xương không nguyên vẹn thuộc về một cá thể, được khai quật từ hệ tầng Villalba de la Sierra. Nó nằm trong một bãi xương được khám phá vào năm 2007, trong đó có xương hóa thạch của nhiều loài khủng long hộ pháp, cũng như khủng long khác và họ hàng của cá sấu. Danh pháp Kunkasaura pintiquiniestra được thành lập vào năm 2024, trong đó tên chi Kunkasaura nhằm đề cập đến địa danh Kunka, một thành phố Tây Ban Nha cổ gần nơi tìm thấy hóa thạch. Thành phần Saura được sử dụng thay cho Saurus để phù hợp với Kunka, vốn là từ giống cái. Tên loài pintiquiniestra lấy từ vương hậu pintiquiniestra, một nhân vật trong tiểu thuyết Don Quixote của nhà văn Miguel de Cervantes. Labocania aguirone. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, một người họ hàng khác của T-Rex, Labocania aguirone, được xác định từ một bộ xương không nguyên vẹn được tìm thấy tại Coahuila, Mexico có niên đại khoảng 72,5 triệu năm trước. Chúng có chiều dài khoảng 6,3 mét, tương đối nhỏ so với các loài khác trong họ. Labocania aguirone cũng là loài thứ hai trong chi Labocania, giống như trường hợp của Ubacodon norelli. Loài thứ nhất là Labocania anomala, đã được định danh cách đây 50 năm, tức là vào năm 1974. Labocania aguirone dốc phần gia tăng tính đa dạng của quần thể động vật nói chung và khủng long nói riêng thuộc hệ tầng Cerro del Pueblo, đồng thời cho thấy tính đặc hữu của các loài bạo long vào cuối kỳ Campanian
với các loài và những khác nhau cư trú ở khu vực Bắc Đại Bình Nguyên ở phía Bắc, ở Tây Nam nước Mỹ và Mexico ở phía Nam. Ngoài ra còn có thể có nhiều loài bạo lòng nữa vẫn chưa được khám phá. Vừa rồi là tổng cộng 14 loài khủng long mới được khám phá trong quý 3 năm 2024, thậm chí còn ấn tượng hơn rất nhiều so với 2 quý đầu năm. Như vậy, tính tổng cộng đã có tới 36 loài khủng long mới trong năm 2024, và rất có thể năm nay sẽ là một năm phá kỷ lục về số lượng khủng long được phát hiện. Hãy cùng chờ xem con số cuối cùng của năm nay sẽ là gì nhé. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.